Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của Rocket HP. Và ngày mai thôi là ngày chủ nhật sẽ diễn ra những cái trận đấu đầu tiên của vòng loại Liên minh Osiris mùa 5. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái chế độ chơi này cũng như là một số liên minh nổi trội ở cái vòng đấu lần này nha. Trước hết thì Liên minh Osiris là gì? Liên minh Osiris thực ra nó cũng giống như các bạn đánh ACK hàng tuần thôi. Chỉ khác là nếu các bạn đăng ký vào cái giải đấu này và các bạn nằm trong top 512 cái liên minh mạnh nhất của cái lãnh địa của các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy là game đã chia cho các bạn thành nhiều lãnh địa khác nhau. Có 4 lãnh địa ở đây, như cái của mình là lãnh địa của Anubis này. Thì cứ mỗi lãnh địa này sẽ có 512 liên minh mạnh nhất được đăng ký tham gia đấu vòng loại. Và 512 liên minh này sẽ tiếp tục được chia ra làm 32 nhánh khác nhau. Ví dụ như của mình hiện tại là ở nhánh thứ 32 này, nhánh cuối rồi các bạn. Và trong mỗi nhánh này các bạn sẽ có một liên minh có cái hình là cái hình con bọ hung ở đây, có nghĩa là hậu duệ lãnh địa top 32 liên minh đã đăng ký trong lãnh địa hiện tại. Có nghĩa là trong cái lãnh địa của các bạn ấy sẽ có 32 liên minh có cái số điểm đốt lửa mạnh nhất, và số điểm đốt lửa ở đây dựa trên số lượng lính mà liên minh đó hay là những cái người đăng ký đánh cái giải đấu liên minh này ấy có nhiều ở trong người. Có nghĩa là cái điểm đốt lửa càng cao chứng tỏ là power của họ càng to. Hiện tại thì vẫn chưa có một cái công thức nào để tính chính xác cái điểm đốt lửa này cả. Chúng ta chỉ biết nôm na là nó dựa trên số lính mà người chơi có mà thôi. Như vậy với 32 nhánh và 16 đội này, tất cả những đội này sẽ được chia làm 4 bảng và đánh theo thể thức hình vòng tròn. Và mỗi nhánh này các bạn chỉ chọn được duy nhất một kingdom để vào đánh cái vòng tiếp theo mà thôi. Tức là sau cái vòng đấu loại các bạn sẽ có duy nhất là 32 liên minh được vào để bắt đầu đánh cái vòng playoff. Và các bạn có thể thấy đó, 512 liên minh mà chỉ chọn ra 32 liên minh, và đặc biệt là chỉ có duy nhất một liên minh vô địch mà thôi. Điều đó cho thấy giải đấu Liên minh Osiris có thể nói là một cái chế độ chơi mà thậm chí là còn hấp dẫn hơn cả KVK các bạn. Rất nhiều kingdom hiện tại họ đã không còn đặt mục tiêu là win KVK nữa, bởi vì đối với họ thắng hay thua nó không phải là vấn đề quan trọng ở những cái trận đánh KVK, mà bây giờ rất là nhiều kingdom họ đã tập trung hoàn toàn vào đánh cái Liên minh Osiris này. Các bạn cũng có thể ấn vào góc trên bên phải ở đây để tìm hiểu về luật lệ của giải đấu liên minh. Thì về phần thưởng trước đi, rất nhiều người chơi sẽ thích cái phần thưởng của cái Liên minh Osiris này. Đó là cái liên minh mà giành chức vô địch, các bạn sẽ có được một cái cờ liên minh ở đây. Và cái dấu màu xanh này, nếu các bạn vô địch nhiều hơn một lần thì nó sẽ thay đổi nha. Tức là các bạn mà vô địch một lần thì chỉ có cái cờ thôi. Nhưng mà nếu các bạn vô địch hai lần và thậm chí là ba lần thì sẽ có những con số ở đây. Và một lát nữa thôi, mình đã cho các bạn xem một cái liên minh đã có số 2 ở trên này rồi. Về phần thưởng thì chỉ cần liên minh của bạn vào trong top 32 ấy, là các bạn đã có thể nhận được cái phần thưởng rất là ngon. Ở đây thì chúng ta có 5.000 game, 10 cái tăng quân 50% trong 4 giờ. Cái này là mình cực kỳ thích các bạn. Anh em nào F2P các bạn sẽ rất là cần cái này. Khi mà các bạn đánh trong những cái trận mở đèo hoặc trận đánh lớn ấy, thì cái buff này cực kỳ quan trọng nha. Và chỉ cần các bạn vào được top 32 thôi là mình đã thấy các bạn được 5 cái rồi. Ngoài ra các bạn còn được một số lượng chọc vàng nhất định. Và cũng tương tự như đánh ạc ấy, thì khi các bạn win cái trận đấu Liên minh Osiris, các bạn cũng sẽ được 10 chọc vàng nếu các bạn đủ trên 10k điểm. Và nếu các bạn thua và trên 10k điểm thì các bạn vẫn sẽ được 5 chọc vàng. Thì tức là các bạn đánh Liên minh Osiris ấy, nếu mà mình nói đúng ra thì các bạn sẽ hơn là các bạn đánh ạc. Bởi vì thắng thua thì thật sự là nó cũng mang tính chất hên xui rất là nhiều. Nó tùy vào việc mà hệ thống ghép cặp cho các bạn nữa. Nhưng mà nếu mà bạn đánh Liên minh Osiris ấy, thì cứ tuần nào các bạn cũng đánh, thành ra là cái phần quà các bạn nhận được sẽ nhiều hơn nha. Còn ở đây là cái phần thưởng cho những cái liên minh mà vào được top 32, những các thành viên mà tham gia thi đấu. Thì các bạn có thể thấy đây là có tới 25.000 game cho cái liên minh mà chức vô địch và 20 chọc vàng, cực kỳ nhiều nha các bạn. Tăng tốc cũng rất là nhiều luôn, 50 ngày tăng tốc cho liên minh top 1. Nhưng mà khi mà người chơi đặt mục tiêu giành hạng 1 Liên minh Osiris ấy, thì rất là nhiều người thích cái nhà huyền thoại này. Thực ra cái nhà huyền thoại lần này với cái tên là Vetticom Ombo này, mình thấy là nó không thật sự ngon các bạn. Cộng tốc độ huấn luyện 3%, phòng thủ đội quân 3%. Thì cái tốc độ huấn luyện này thực ra thì nó sẽ có tác dụng trong tất cả quá trình các bạn chơi. Tức là trừ khi các bạn đánh nhau hoặc các bạn offline ấy, thì luôn luôn các bạn sẽ luyện lính nhanh hơn người khác thêm 3% nữa. Nhưng mà mình thấy là nó khác biệt không thật sự nhiều. Nó chỉ thật sự khác biệt khi các bạn sử dụng speed tăng tốc để các bạn luyện lính, các bạn đua những cái top, ví dụ như đua thiên đỉnh này, hoặc thậm chí là đua những cái sự kiện mà tăng power ấy, thì cái này nó mới có thật sự là có tác dụng thôi. Hoặc ví dụ các bạn muốn luyện lính nhiều hơn này đó, còn nếu mà các bạn chỉ có luyện lính một ngày, các bạn ấn luyện lính một lần ấy, thì cái skin nhà này sẽ không thật sự ngon nha, và nó sẽ mang tính chất sưu tầm nhiều hơn. Cái chỉ số này thì cũng hoàn toàn không thể sử dụng để đánh nhau được các bạn,
3% phòng thủ đội quân, nó là không nhiều, nhưng các bạn mất tới 10% sức mạnh bộ binh. Có lẽ cái skin nhà này sẽ phù hợp với một số lượng người chơi rất là ít, bởi vì đa số những người chơi trong game hiện tại các bạn đều có ít nhất 1 đến 2 đạo bộ binh cả. Ngoài ra thì các bạn còn có hai cái viền tên này. Mình thấy những cái viền này rất là đẹp nha, đặc biệt là cái viền Avatar này rất là nhiều kim cương đá quý luôn. Ở trong top 4 thôi là các bạn đã được cái nhà vĩnh viễn này rồi. Còn từ top 5 đến top 32 thì các bạn sẽ được cái skin nhà tím này. Và cái phần quà ở đây nó cũng ít một chút. Cái skin nhà tím lần này thì sẽ cộng phòng thủ cung thủ 5% và tấn công bộ binh trừ đi 5%. Thì mới lấy skin nhà này là ổn, ngon. Nhưng mà đa số những anh em mà đánh đến Liên minh Osiris ấy, thì anh em sẽ thích ở nhà huyền thoại hơn. Còn nhà cung này thì mình thấy là chỉ số ổn và đặc biệt là nó đẹp các bạn. Nếu mà so sánh với đa số nhà tím ở trong game ấy, thì tất cả những cái nhà tím từ giải đấu Liên minh Osiris ấy, nó đều đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn cũng có thể ấn vào cái quy tắc chỉ huy ở đây để xem những cái chỉ huy có thể sử dụng ở cái giải đấu Liên minh Osiris ở cái lãnh địa của các bạn. Thì ở đây là của mình là Kingdom 1545 và nó sẽ dựa vào cái Kingdom mà lâu đời nhất ở trong cái cụm này, như của mình là 1542 và đã mở toàn bộ tướng có trong game các bạn. Hai thị tướng mới nhất là Suleiman và Honda cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà hai vị tướng này hiện tại mình thấy là thể hiện chưa được nhiều. Và các bạn có thể thấy là Riot Kingdom hiện tại đã có rất là nhiều vị tướng rồi, và mình đã đếm trước là đã có tới 75 vị tướng xuất hiện trong game, một con số cực kỳ lớn. Và liệu các bạn nghĩ rằng trong cái giải đấu Liên minh Osiris lần này có cái cặp tướng nào mà sẽ trở nên hot hay không? Bởi vì khác với lại đánh KVK, Liên minh Osiris họ sẽ có cái cách chơi cũng như là chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như cách đây một thời gian khi mà Zenobia Jisushin được sử dụng rất là nhiều ở trên KVK, thì ở trong đánh Liên minh Osiris ấy, thì Zavidga lại được sử dụng nhiều hơn. Đây là một cái điều rất là thú vị và khác biệt giữa Liên minh Osiris và đánh KVK. Nó sẽ cân bằng hơn bởi vì các bạn sẽ không có công nghệ pha lê ở trong này. Và nếu các bạn giành chiến thắng ở trong OL thì các bạn sẽ được những cái đồng xu Osiris này. Còn nếu các bạn chiến thắng ở trong những trận đánh ạc bình thường thì các bạn vẫn được nha. Và những đồng xu này sẽ sử dụng để các bạn đổi những cái vật phẩm trong game. Hiện tại thì ở đây cái shop đã mở rồi. Các bạn có thể sử dụng để đổi chọc vàng này, mở rộng quân đội này và cái tele. Thì có lẽ là đa số anh em là sẽ thích đổi cái chọc vàng này nhất. Đây có thêm một cái vòng avatar này. Đây là giống như một cái vòng avatar phiên bản Shopee các bạn. Hồi nãy thì cái vòng nó đẹp hơn, cái vòng này thì nhìn nó vẫn đẹp nhưng mà nhìn nó đơn giản hơn rất là nhiều. Cái vòng và cái thẻ tên. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem một số kingdom, hay chính xác hơn là một số liên minh nổi trội ở trong cái giải đấu Liên minh Osiris mùa này. Và ở đây mình chỉ xin phép liệt kê một số liên minh mà thôi. Còn nếu các bạn biết một cái liên minh nào đó rất là mạnh ở trong mùa năm này thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng được mở mang tầm mắt nha. Đầu tiên đó là mình giới thiệu các bạn liên minh C9N tới từ Kingdom 1122. Thì đây là liên minh có cái điểm đốt lửa đăng ký cái mùa năm này lớn nhất ở cái lãnh địa đầu tiên, tức là cụm những cái kingdom lâu đời nhất ấy. C9N, các bạn ấn vào cái mô tả liên minh ở đây các bạn có thể thấy luôn, đó là Arclix này. Thì mình cái này thì mình sẽ dịch là Season 1 là top 16, mùa 2 top 8, mùa 3 top 16, mùa 4 top 8. Bốn mùa giải đấu Osiris lần trước ấy, C9N đều không bao giờ tiến xa các bạn. Nhưng mà lần này đăng ký thì họ có cái điểm đốt lửa cao nhất của cái cụm này. Khi các bạn ấn vào trong cái dàn người chơi có ở đây thì các bạn có thể thấy đó là dàn R5 và R4. Thật sự số lượng pao là không cao nha các bạn. Nhưng mà tại sao số điểm... Ôi, đây có một người chơi có... Hai người chơi các bạn, không phải một, mà ở đây chúng ta có tới hai người chơi có số lượng pao lên tới hơn 600 triệu. Cực kỳ lớn nha. Có lẽ là đây là lý do tại sao mà cái điểm đốt lửa của họ lên cao chăng. Tại vì hiện tại hôm nay ấy thì mình lại không thể xem lại được cái bảng xếp hạng đốt lửa. Nhưng mà cái hôm đầu tiên ấy thì mình vẫn nhớ là C9N là cao nhất của cái cụm liên minh Osiris đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua cái Kingdom có cái điểm đốt lửa cao nhất của cái cụm thứ hai và cũng là nhà vô địch Osiris mùa vừa rồi. Và liên minh mình đang nhắc đến không ai khác chính là 60GT, nhà vô địch của liên minh Osiris mùa 4. 60GT là liên minh có cái số điểm đốt lửa đăng ký cao nhất của cái cụm thứ hai. Ngay khi chúng ta ấn vào cái bảng mô tả liên minh ở đây thì các bạn có thể thấy đây, KVK O5 Season là đều thắng cả, có nghĩa là 1960 họ đã thắng tất cả 5 kỳ KVK mà họ đã tham gia. Đồng thời họ cũng có nói ở đây là họ là nhà vô địch của liên minh Osiris mùa thứ tư. Thì ở cái mùa giải thứ tư này thật sự là 60GT đã có một màn thi đấu mình có thể tạm gọi là hủy diệt, khi mà gần như tất cả trận đấu của 60GT họ đều giành chiến thắng với cách biệt khá là cao. Thì chúng ta sẽ cùng xem vào các thành viên liên minh của 60GT.
dẫn đầu của 60GT đã là một người chơi với cái sức mạnh là 548 triệu pound, điểm tiêu diệt lên tới 15 tỷ. Đây là một sức mạnh và điểm tiêu diệt cực kỳ lớn ở trong game. Và nếu mà mình không nhầm thì anh này chính là cái king của 1002 ở liên minh UCS, cũng là một liên minh đã tiến rất là sâu ở trong giải đấu OL. Và 60GT có thể nói là một liên minh sở hữu dàn người chơi rất là đồng đều và cao. Công bằng mà nói thì khi các bạn đánh OL thì cái số lượng pound nó lớn như thế này, mình cũng cho là nó không ảnh hưởng tới chiến thắng nha các bạn. Bởi vì khi mà các bạn đánh OL thì những người chơi mà họ tham gia họ sẽ chữa lính rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có đánh chết hết lính rồi nghỉ đâu, mà họ sẽ chữa lính liên tục. Chính vì vậy cái số lượng pound mình nghĩ là khoảng 100 triệu trở lên là đã dư sức đánh liên minh rồi. Còn khi đó vào các bạn sẽ chữa lính thêm nữa. Ở đây thì mình thấy là ở cái R3 thì có vừa hit 30 thành viên, thì có thể đây là những cái thành viên đã được đăng ký để đánh liên minh Osiris mùa 5 của 60GT. Và có lẽ 60GT đến với cái giải đấu liên minh Osiris lần này, họ cũng đến với tâm thế của một cái nhà cựu vô địch cực kỳ mạnh luôn. Và như mùa trước thì rất là nhiều người nói là 60GT vô địch bởi vì họ có nhiều VIP 18 hơn. Điều đó khiến họ có lợi thế ở trong những cái pha đánh ở mid. Thì cái điều này mình cũng không thể nói trước được nha các bạn. Nhưng mà thật sự là 60GT là một cái kingdom đang nổi lên cực kỳ mạnh mẽ ở trong Rise Kingdom, và đặc biệt là trong cái chế độ liên minh Osiris lần này. Và ở đây thì chúng ta có liên minh có cái điểm đốt lửa cao nhất ở cái cụm thứ 3, đó chính là 01HK tới từ Kingdom 2001. Thì khi chúng ta đọc mô tả ở đây, các bạn có thể thấy là 01HK đã win 4 kỳ KVK. Có thể nói là các liên minh với cái điểm đốt lửa cao ở trong cái liên minh Osiris ấy, họ đều có cái kết quả đánh KVK rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ấn vào xem thành viên liên minh của cái liên minh này. Rồi, dẫn đầu là mình đã thấy là có hai cái đại bác này. Pao R5 111 triệu, R4 có một bot 164 triệu. Đây là dàn R3. Thì 01HK là một cái liên minh cũng có thành tích rất là tốt trong những cái kỳ đấu OL lần trước, và lần này thì họ có cái điểm đốt lửa cao nhất ở cái cụm thứ 3. Thì mình cũng không chắc là họ có thể hiện tốt ở trong giải đấu liên minh Osiris lần này không, bởi vì như mình đã nói với các bạn ngay vừa nãy thôi, đó là cái lượng đốt lửa khi mà đánh liên minh Osiris ấy, thật sự nó không quyết định đến cái việc thắng thua. Bởi vì điểm đốt lửa thấp thì vào game các bạn vẫn có thể chữa lính được. Có vẻ như là 01HK thì thật sự mình cũng chưa thấy có gì nhiều để soi các bạn. Thôi thì mình sẽ xem qua dàn R4 ở đây một chút để xem cái chỉ số của họ như thế nào nha. Ở đây là R4 này, nickname Fuka. Vâng, album lại không tải được các bạn. Và tiếp theo chúng ta có liên minh mà có cái điểm đốt lửa đăng ký cao nhất của cái cụm thứ 4. Đó là một liên minh của Việt Nam nha các bạn. Liên minh có cái tên là DR34 tới từ Kingdom 2234. Thì 2234 hiện tại đang là một Kingdom Việt Nam mới mà cực kỳ nổi tiếng ở trong cộng đồng game Rise Kingdom, với sự dẫn đầu của rất là nhiều bot khủng. Thì 2234 với số điểm đăng ký đốt lửa cao nhất của cái mùa giải thứ 5 này ở cái cụm thứ 4, và theo thông tin quán trà đá vỉa hè báo về, đó là 2234 cũng sở hữu cho mình tới 30 bot có VIP 18. Thì mình nghĩ là 2234 cũng đặt mục tiêu rất là cao ở cái giải đấu liên minh Osiris lần này. Các bạn có thể thấy dàn bot rất là khủng khi mà có tới R5 có tới 246 triệu pound, R4 371 triệu pound. Và đây là cái cụm mới nhất nha các bạn, có nghĩa là đây là cái cụm có thể nói là cụm non trẻ đấy. Thì thật sự là 234 với số điểm đốt lửa cao như vậy thì mình cũng rất là hy vọng liên minh này của Việt Nam có thể tiến xa hơn và có thể nghĩ tới chức vô địch liên minh Osiris mùa 5 ở cái cụm thứ 4. Nhắc tới giải đấu OL thì không thể không nhắc tới OV, một liên minh mà đang giữ một cái kỷ lục trong game, đó chính là vô địch liên minh Osiris tới 2 lần. OV là một liên minh rất là lâu đời trong game, nằm ở Kingdom 1052. Đây là một Kingdom rất là cũ và các bạn có thể thấy số 2 ở đây. Có nghĩa là liên minh OV đã vô địch giải đấu liên minh Osiris tới 2 lần nha các bạn. Và số lượng pound đây cũng cực kỳ khủng, lên tới 19 tỷ pound với quả liên minh cấp 39. Và các bạn có thể thấy thành tích đánh OL của họ ở đây, mình sẽ dịch nó qua tiếng Việt để chúng ta dễ theo dõi hơn. Các bạn có thể đọc là vô địch giải Osiris mùa 1 này và mùa 3. Nhưng mà OV thì lại không phải nổi tiếng với cái việc mà họ mạnh mẽ hơn đối thủ, mà OV nổi tiếng họ có những cái chiến thuật dị với những cái con bài tẩy cũng như là những cái cách đánh. Họ cũng là một liên minh đầu tư rất là nhiều vào chế độ chơi OL và có lẽ cũng được góp sức rất nhiều bởi một YouTuber khác cũng rất nổi tiếng, đó là John Wick, khi mà anh này có những cái nghiên cứu rất là kỹ về game.
Tiếp theo chúng ta cũng có V636 tới từ Kingdom 1636, một Kingdom cũng của người Việt Nam luôn. Đây có thể nói là một liên minh Việt Nam có cái kinh nghiệm đánh OL rất là dày dặn, khi mà họ cũng đã sở hữu cho mình một lần vô địch Osiris ở đây với cái biểu tượng win. Cũng như là gần đây thì 636 đã đón nhận một account rất là khủng, đó chính là bot Lưu Bang, cũng là một bot rất nổi tiếng trong cộng đồng game Việt Nam, đã chính thức cập bên 636. Và có lẽ đây cũng sẽ là một sự bổ sung rất là cần thiết cho Kingdom 1636 để họ có thể tiến xa hơn trong cái giải đấu Liên minh Osiris mùa thứ 5. Đây, Tiger Lưu Bang 348 triệu pao, cực kỳ khủng nha các bạn. Dưới này chúng ta có một bot Pharaoh 293 triệu pao nữa. Và sau 636 thì chúng ta tiếp tục có một kingdom khác của Việt Nam, đó là 1994, liên minh 94VN. Thì 94VN cũng sở hữu cho mình một cái huy hiệu đã win all. Và mình nghĩ là 1994 khi mà đến với mùa giải lần thứ 5 này cũng không có lý do gì để họ không mong chờ có thể giữ được cái chức vô địch của mình. Đặc biệt là giải đấu Liên minh Osiris mùa này có tới 3 cụ mà sở hữu 3 cái hạt giống mình có thể nói là rất là cao trong cái giải đấu all. Đó chính là 2234, 1994 và 1636, thì thật sự là mình đang có thể nói là đang mơ về một cái viễn cảnh đó là Việt Nam có thể vô địch 3 ở trên 4 cụ. Còn mình không chắc là ở cụm đầu tiên có một kingdom nào của Việt Nam mà mạnh mẽ hay là có khả năng đi sâu hơn trong giải đấu OL không. Và nếu các bạn biết thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Ok, như vậy là video về giải đấu Liên minh Osiris mùa thứ 5 cũng như là một số liên minh nổi trội và những cái liên minh tới từ Việt Nam. Nếu các bạn cũng là một người yêu thích tựa game Rise Kingdom thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Cũng như các bạn ấn tượng với liên minh nào nhất ở trong giải đấu lần này thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và liệu các bạn có cho rằng là những liên minh tới từ Việt Nam có thể giữ được phong độ của họ trong giải đấu lần này hay không? Chúng ta hãy cùng hướng về một giải đấu OL mà Việt Nam có thể giành được nhiều chức nhất có thể nào. Bởi vì game sắp quay về Việt Nam rồi, chúng ta phải nở mày nở mặt với cộng đồng quốc tế đúng không? Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye!